Vâng, em xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Chu Thị Hạnh và xin kính chào các quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp. Thì hôm nay theo sự phân công của ban tổ chức thì bác sĩ Phương cũng trình bày một cái nội dung đấy là điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mắc COVID-19. Như bài trình bày của Phó Giáo sư Hạnh thì các quý thầy cô và quý vị đồng nghiệp cũng biết rằng là trong gần 3 năm qua thì đại dịch COVID-19 hoành hành trên cả thế giới và Việt Nam chúng ta thì cũng có đợt dịch nó gây ảnh hưởng rất là nhiều đến cái tình trạng bệnh nặng cũng như là ảnh hưởng đến ngành y của chúng ta cũng như là toàn bộ các ngành nghề ở trong cả nước. Và thời gian gần đây thì có vẻ như là dịch nó đang tạm lắng, nhưng mà như phần trình bày của Phó Giáo sư Hạnh ấy, thì chúng ta với việc tư cách của một cán bộ y tế thì chúng ta không bao giờ được chủ quan, không bao giờ được luôn luôn nghĩ rằng là dịch nó đã lui rồi, vì cái trách nhiệm của chúng ta là phải điều trị bệnh nhân. Và với bác sĩ chuyên ngành hô hấp cũng như chuyên ngành nội khoa rồi chuyên ngành truyền nhiễm, chuyên ngành mà gắn liền với cả những cái bệnh lý mà nó liên quan đến đại dịch thì chúng ta lại càng không được chủ quan. Và bác sĩ Phương cũng chia sẻ đấy là gần đây thì mặc dù là số lượng bệnh nhân COVID đã giảm, tuy nhiên thì vẫn rải rác ở trong bệnh phòng, khi mà mình phát hiện những cái bệnh nhân mà có các triệu chứng thì vẫn phát hiện những cái bệnh nhân mà có các bệnh lý nền hô hấp nặng và vẫn đã có bệnh nhân mà test COVID dương tính, và có những trường hợp bệnh nhân mà đã thì là luôn cái không biết là gian phía trước như thế nào, và chúng ta phải luôn luôn trên tinh thần là làm thế nào đấy để phát hiện sớm nhất để chúng ta được điều trị cách phù hợp nhất. Và đặc biệt nữa là những cái bệnh nhân mà người ta có các bệnh lý nền nặng. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Phương cũng chia sẻ cái phần mà cập nhật những kiến thức trong điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mắc COVID-19. Về phần nội dung trình bày của bác sĩ Phương gồm 4 nội dung. Một là chúng ta có một cái tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong dịch COVID-19. Đây là nói lên những cái đặc điểm của những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà bị mắc COVID-19. Phần thứ hai đấy là về điều trị cái nhóm bệnh nhân COPD mà mắc COVID-19. Phần thứ ba là đối với cả những cái bệnh nhân mà COVID-19 COPD bị mắc COVID-19 thì chúng ta phải theo dõi để phát hiện những cái phát hiện và điều trị những cái triệu chứng COVID-19 kéo dài cũng như là hậu COVID, và phần cuối cùng là phần kết luận. Bác sĩ Phương đi vào phần đầu tiên đấy là tổng quan về bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong dịch COVID. Thì tìm hiểu về những số liệu là tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì một bài báo đăng tải trên tạp chí Clinical Medicine năm 2020. Đây là một cái nghiên cứu tổng kết trên 15.000, độ khoảng 15.600 bệnh nhân làm test COVID-19, trong đó thì có 1.319 bệnh nhân này được chẩn đoán xác định là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì thấy rằng là kết quả cho thấy rằng là cái tỷ lệ nhiễm COVID-19 ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì không khác biệt so với những người mà không mắc COVID-19. Và một cái nghiên cứu về cái liên quan giữa các bệnh lý nền trên những cái bệnh nhân mà bị COVID-19 thì qua số liệu của nghiên cứu UE và cộng sự công bố năm 2020 thì thấy rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng là một cái bệnh mà có đồng mắc, có một cái bệnh lý nền ở trên những nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái việc mà tìm hiểu cái tỷ lệ bệnh lý nền trong bệnh nhân nhiễm COVID-19, đây là những cái số liệu khoa học mà rất có ý nghĩa để chúng ta đưa đến một cái dự đoán rằng là đối với cả những người bệnh lý nền thì các bác sĩ chúng ta khi mà nhiễm COVID-19 thì chúng ta cần phải hết sức là khẩn trương, thận trọng và đưa ra những cái phác đồ điều trị phù hợp. Thì qua slide này thì chúng ta cũng thấy rằng là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là một trong những cái bệnh lý nền mà dẫn đến cái tình trạng mà bệnh nặng của COVID-19. Tìm hiểu về cái tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong đại dịch COVID-19 thì đây là một cái nghiên cứu với số liệu rất lớn được công bố vào năm 2021, được phân tích gộp của 13 nghiên cứu trên khoảng 15.670 bệnh nhân. Thì tất cả các nghiên cứu này đều cho thấy rằng là cái giảm cái tỷ lệ nhập viện vì đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và so với thời gian trước khi mà bị COVID-19 qua rất là nhiều nghiên cứu. Và người ta lý giải rằng là cái việc mà tỷ lệ cái đợt cấp phải nhập viện trong cái đại dịch COVID-19 vì là cái việc mà giảm cái tỷ lệ nhiễm
khuẩn ở đường hô hấp do những cái biện pháp về cách ly cũng như là những người bệnh người ta thực hiện những cái biện pháp đề phòng để tránh cái lây nhiễm, và một trong những nguyên nhân mà gây ra đợt cấp đấy là bội nhiễm. Thì đây là cái con số mà người ta cũng thống kê ra là cái tỷ lệ của nhập viện đợt cấp thì thấy giảm trong cái đại dịch COVID. Tìm hiểu về cái mức độ nặng cũng như là cái tính nghiêm trọng khi mà vừa bị mắc COVID trên những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì một cái nghiên cứu trên 4.600 bệnh nhân ở trên những người mà trên 40 tuổi bị nhiễm COVID-19, thì cái mục tiêu của nghiên cứu đấy là so sánh cái diễn biến lâm sàng cũng như là cái tình trạng suy hô hấp, tỷ lệ tử vong giữa cái nhóm bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và không mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì ở đây thì nhóm bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là 141 bệnh nhân, chiếm tỷ lệ 3,1%, và kết quả nghiên cứu này thì cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân phải điều trị hồi sức tích cực, bệnh nhân phải thở máy ở nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cao hơn so với nhóm không mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là yếu tố nguy cơ độc lập đối với tử vong do mọi nguyên nhân ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì đây cũng chúng ta cái số liệu cũng cho ta chúng ta thấy rằng là nếu mà có những cái bệnh lý nền thì cái tỷ lệ bệnh nặng phải điều trị ở khoa hồi sức tích cực cũng như là những cái hỗ trợ hô hấp, đặc biệt là can thiệp thở máy, thì cao hơn so với nhóm mà không có bệnh lý nền. Tìm hiểu về cái tỷ lệ tử vong do COVID-19 ở những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì qua nghiên cứu này thì cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ mà bệnh nhân nhập viện ở nhóm bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cao hơn, và đặc biệt nữa là cái nhóm mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bị COVID thì nó có tỷ lệ tử vong cũng cao hơn so với cả nhóm mà không mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đấy, thì với cái số liệu mà cũng đủ lớn để cho chúng ta thấy rằng là cái việc mà nhiễm COVID-19 trên bệnh lý nền là làm cho cái nguy cơ tử vong cũng như là nguy cơ bệnh nặng ở bệnh nhân. Đây là trên slide thì đây là một cái kết quả nghiên cứu được công bố vào tháng 11 tháng 5 năm 2020, thì cũng cho thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trong số ca những mắc COVID theo nghiên cứu này thì là khoảng 2%, và những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có nguy cơ mắc bệnh nặng hơn so với nhóm không mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì rõ rệt hơn, và cái sự so sánh này là có ý nghĩa thống kê cũng như vậy với cái tỷ lệ tử vong cao hơn ở cái bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì đây cũng là một nghiên cứu gộp với cái số lượng bệnh nhân rất lớn, thì cho thấy rằng là hầu hết các nghiên cứu thì đều thấy là khi mà mắc COVID ở trên người bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái nguy cơ bệnh nặng cũng như là nguy cơ tử vong cao hơn. Khi so sánh cái liên quan giữa gia tăng mức độ nặng nghiêm trọng và tử vong do COVID-19 thì một nghiên cứu của Wuhan và Cộng sự năm 2020 thì thấy rằng là người ta so sánh cái tỷ lệ đồng mắc, các bệnh lý đồng mắc khi có bệnh lý nền và có bị COVID-19, thì thấy rằng là càng có nhiều các bệnh lý nền thì cái tỷ lệ mức độ nặng cũng như là tỷ lệ tử vong thì nó cao hơn, và trong đấy thì COPD cũng là một trong những nguyên nhân làm cho mắc cái tỷ lệ bệnh nghiêm trọng cũng như là tử vong. So sánh này có ý nghĩa thống kê với P dưới 0.05. Và qua các nghiên cứu điểm như vậy thì bác sĩ Phương cũng muốn nhấn mạnh đấy là gì? Cái việc mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cái việc mà phòng tránh làm thế nào mà bệnh nhân không bị mắc COVID-19 là một cái điều kiện mà là một cái điều mà chúng ta phải hết sức là lưu tâm. Chúng ta phải thường xuyên truyền thông, chúng ta phải quảng bá cái việc những cái biện pháp mà phòng ngừa để làm thế nào giúp cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nói riêng cũng như là các bệnh lý bệnh nền nói chung là giảm cái nguy cơ mà bị mắc COVID-19. Và vì khi mà bị mắc COVID-19 thì cái nguy cơ bệnh nặng cũng như là nguy cơ tử vong thì cao hơn rất là nhiều. Thì trên slide là tập hợp những cái biện pháp về phòng ngừa chung, và trong cái bài của Phó Giáo sư Hạnh thì cũng đã trình bày rồi. Đấy là chúng ta phải luôn luôn quan tâm đến cái việc làm thế nào để phòng tránh cái nguy cơ bị mắc COVID-19. Có những người đã tiêm vaccine rồi có những người mà bị mắc COVID rồi nhưng mà người ta vẫn có khả năng bị tái nhiễm COVID. Và đặc biệt nữa là cái đại dịch trong tương lai thì mình cũng chưa biết như thế nào. Cho nên là với cái việc mà chúng ta phải thích ứng với tình hình mới, làm thế nào cố gắng chúng ta có một cái cuộc sống bình thường nhưng mà cũng cố gắng để làm nào hạn chế nếu mà chúng ta có thể tiếp xúc với những cái người mà người ta có cái virus SARS-CoV-2, COVID-19.
Thì trên slide là những cái biện pháp phòng ngừa chung mà chúng ta cũng đã biết rồi, trong cái bài của Phó Giáo sư Hạnh cũng nói. Tiếp đến là việc kiểm soát cái triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà giáo dục cho bệnh nhân làm thế nào đấy, khi mà có những cái kế hoạch cho riêng của mỗi bệnh nhân, khi mà có những cái diễn biến, có những cái triệu chứng đặc biệt, thì bác sĩ Phương cũng thấy rằng là trên thực hành lâm sàng chúng ta phải rất là quan tâm. Đấy là chúng ta thường xuyên phải có cái mối liên kết với cả bệnh nhân, để khi bệnh nhân có bất kỳ những cái thắc mắc, những cái khó khăn thì có thể là liên hệ được với bác sĩ. Thì cái điều này là cái điều mà rất cần thiết. Từ trước thì mình cũng đã hiểu rồi, nhưng mà đến bây giờ khi mà có đại dịch thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng ở Việt Nam chúng ta cái sự gắn kết giữa bác sĩ điều trị với bệnh nhân thì nó còn rất là hạn chế, và không phải nói là nó lỏng lẻo. Và cái bài trình bày trước của cô Hạnh thì cũng đã nói đến cái việc mà chúng ta phải có cái sự gắn kết chặt chẽ. Thì cái bài này bác sĩ Phương cũng khẳng định lại đến để chúng ta phòng tránh, làm nào để bệnh nhân người ta không phải đến bệnh viện nhiều, người ta không phải nhập viện điều trị để mắc cái nguy cơ mà bị nhiễm COVID-19 cũng như các bệnh khác. Thì chúng ta cũng phải có cái việc giáo dục sức khỏe cũng như là có cái sự gắn kết để bệnh nhân phải biết rằng là khi mà các triệu chứng diễn biến thì người ta phải làm như thế nào. Người ta bắt buộc là phải tuân thủ điều trị và phải điều trị cái phác đồ phù hợp nhất thì mới kiểm soát được bệnh, và phải tiếp tục điều trị cái phác đồ điều trị thường quy, oxy liệu pháp là cũng là bắt buộc nếu mà bệnh nhân mà có chỉ định. Rồi qua cái đại dịch thì chúng ta cũng biết rằng là cái việc mà chúng ta cũng đảm bảo để bệnh nhân không bị ngắt quãng cái việc mà dùng thuốc, vì rõ ràng là không được đến bệnh viện khám, không được hạn chế cái việc đến bệnh viện khám, thì không phải là mình buông điều trị mà bắt buộc là mình vẫn phải thực hiện cái phác đồ điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, rồi tránh các tác nhân làm cho triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn nặng lên, liên hệ với bác sĩ. Thì cái này là cái những cái khuyến cáo mà chúng ta thấy rằng là rất cần thiết. Hô hấp ký thì cần phải hạn chế. Thì trong bài của Hạnh thì tôi cũng rất ấn tượng, đấy là trong những trường hợp mà mình phải vẫn tiếp tục phải chẩn đoán mà, thì nếu mà trong trường hợp mà nghi ngờ thì chúng ta cũng không ngần ngại để chúng ta làm test COVID trước khi mà đo cái hô hấp ký trong những cái lúc mà đại dịch nó đang chưa kiểm soát tốt. Khí dung cũng cần hạn chế trừ những cái trường hợp mà khẩn cấp, và nên thay thế bằng các thuốc hút hít. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là rất cần thiết, vì rõ ràng cái việc mà chúng ta sử dụng khí dung mà không đúng theo cái quy định thì có thể đây là một trong những cái kỹ thuật làm cho cái sự lây lan của những cái virus sang cái môi trường xung quanh, bám trên bề mặt rồi thì có nguy cơ lây sang cái người khác. Và trong cái nội dung bài trình bày hôm nay thì cũng có một cái bài rất quan trọng của Phó Giáo sư Giáp nói về cái việc mà khí dung trong cái đại dịch COVID-19. Và với hướng dẫn của GOL 2019 thì chúng ta thấy rằng là bắt buộc phải duy trì cái phác đồ điều trị thường quy. Và với rất nhiều những cái hiệp hội về lồng ngực chăm sóc sức khỏe trên thế giới, ví dụ như là NICE, thì cũng cho thấy rằng là người ta cũng quy định là điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở giai đoạn COVID thì cũng phải giải thích cho bệnh nhân, rồi bệnh nhân có lịch hẹn khám thì cũng liên hệ điện thoại trước, rồi thì không nên tránh sử dụng các phương tiện công cộng mà nếu có thể, thì người ta đưa ra những cái rất là chi tiết để làm nào chúng ta hạn chế cái việc mà lây lan sự mắc COVID-19. Và Bộ Y tế của Việt Nam chúng ta thì vào tháng 4 năm 2020 thì cũng đã đưa ra những cái hướng dẫn điều trị để giúp cho các tuyến y tế quản lý những cái bệnh lý nền, và trong đó thì có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì cái khuyến cáo đấy là gì? Người bệnh cần được xét nghiệm chẩn đoán COVID-19 càng sớm càng tốt, vì việc mà xác định càng sớm càng tốt thì sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta kiểm soát bệnh tốt, cũng như là hướng dẫn người bệnh tự xử trí ở nhà, hãy hạn chế cái việc mà đến bệnh viện rồi làm tăng nguy cơ, tránh sử dụng hướng sáng sinh, tránh sử dụng các liệu pháp khí dung, rồi hướng dẫn bệnh nhân sử dụng các bình phun hít thay cho khí dung, và đặc biệt nữa là để tăng cái hiệu quả thì cũng khuyến cáo là sử dụng thêm buồng đệm hoặc là dùng các thuốc giãn phế quản đường toàn thân. Đấy thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là đã có hướng dẫn rất rất chi tiết. Và bây giờ trên thực hành lâm sàng hàng ngày chúng ta cũng không nên lơ là và bỏ quên cái điều này. Đấy, mặc dù là dịch thì có vẻ là nó tạm ổn, và đặc biệt là cái số lượng mà nhiễm thì chúng ta thấy là nó được công bố thì nó giảm, nhưng mà tôi cũng nghĩ rằng là chúng ta cần phải luôn luôn lưu ý cái việc mà dịch nó có thể quay bất kỳ trở lại.
Rồi cũng trong cái hướng dẫn của Bộ Y tế cũng đưa ra cái việc mà kê đơn thuốc, và trên thực tế lâm sàng là chúng ta cũng đã kê đơn được với số liệu là 2 tháng, 2 đến 3 tháng trên một bệnh nhân, tức là bệnh nhân không cần phải định kỳ 1 tháng đến 1 lần. Đấy, chúng ta có thể liên hệ qua điện thoại và lĩnh thuốc cho bệnh nhân. Vâng, trên đây là toàn bộ cái phần mà tổng quan về cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bị mắc COVID-19, thì chúng ta cũng thấy rằng là khi mà mắc COVID-19 ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tiên lượng cũng nặng, và đặc biệt thứ hai nữa là chúng ta phải luôn luôn chú ý cái việc làm nào để tránh cái việc mà mắc COVID-19 ở trên nhóm đối tượng bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính của chúng ta. Tôi đi xin vào phần thứ, xin chuyển sang phần thứ hai, đấy là chúng ta sẽ tiếp cận điều trị bệnh nhân COVID-19 trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào. Thì với slide này thì chúng ta thấy rằng là trên thực tế lâm sàng ấy, thì chúng ta sẽ hơi bị khó trong cái việc là xác định và chính bệnh nhân người ta cũng rất là khó phân biệt là cái này là cái triệu chứng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nó nặng lên hay là cái này đã bắt đầu có thể nhiễm COVID-19, vì đều có cái biểu hiện của một cái viêm long ở đường hô hấp. Thì chúng ta phải làm như thế nào, thì cái này là cái câu hỏi đặt ra trên thực tế lâm sàng. Thì đối với cả những cái người mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể xuất hiện những cái đợt cấp nhẹ, thì có thể là có cảm giác hụt hơi, khó thở, rồi ho thì thấy số lượng đờm tăng lên, và đặc biệt nữa là tính chất đờm có thể thay đổi, thì những cái này là những cái rất kinh điển trong cái diễn biến của đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và bệnh nhân cũng có thể có cái triệu chứng mệt mỏi tăng lên khi mà bệnh nhân có các triệu chứng nặng lên. Thế còn đối với cả những cái bệnh nhân mà bị mắc COVID-19 thì đặc biệt là trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng có thể là có cái triệu chứng về hụt hơi, khó thở, nhưng mà vì là có thể có thêm các triệu chứng như là sốt, rồi ăn không ngon miệng, đau cơ, đau mỏi người, về có thể xuất hiện những cái triệu chứng tiêu hóa như là nôn hoặc là đi ngoài vân vân. Thì cái này là cái mà chúng ta thấy rằng là mặc dù có thể là nó chồng lấp từ các triệu chứng, nhưng mà trên lâm sàng chúng ta phải hết sức chú ý, lưu ý bệnh nhân có thể có thêm những cái triệu chứng mắc COVID-19. Và cái thông điệp đưa ra đấy là gì? Chúng ta làm test càng nhanh càng tốt, nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta chẩn đoán sớm cũng như là chúng ta có thể can thiệp điều trị sớm. Rồi quy định với những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mắc COVID nhưng mà ở mức độ nhẹ thôi, có thể điều trị ở nhà được, thì cũng phải thực hiện đúng cái tuân thủ hướng dẫn về cái việc mà cách ly và kiểm soát triệu chứng. Đấy là bệnh nhân phải ở phòng riêng và tốt nhất là có phòng vệ sinh riêng để đảm bảo lây lan. Nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân nặng mà không thể sử dụng các dụng cụ phân phối thuốc mà đường xịt đứng hít được, thì sử dụng khí dung thì cũng phải thực hiện trong cái phòng mà đóng kín cửa, và đặc biệt nữa là vì là và cũng phải nên đóng cửa tiếp tục sau một thời gian để đảm bảo nó không phân tán những con virus. Thường xuyên phải làm sạch và sát khuẩn các bề mặt trong phòng, và phác đồ điều trị thì không được thay đổi nếu mà không có cái sự tư vấn của, không có sự chỉ định của bác sĩ. Thì cái này là cái mà khuyến cáo người ta cũng đưa ra, đấy là điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mắc COVID ở nhà thì cũng phải thu cái hít xịt, thì ta cũng khuyến cáo đấy là bệnh nhân nên chuyển sử dụng từ khí dung sang bình hít khô hoặc bình xịt liều, sử dụng bình và phải mặc cái đồ bảo hộ phù hợp để phòng tránh các giọt bắn, vì virus có thể là tồn tại ở trong các giọt bắn vài giờ. Và với cái diễn biến của COVID-19 thì các bạn biết là tùy thuộc vào cơ địa bệnh nhân, với cái cơ bản rất phức tạp. Những cái bệnh nhân không có triệu chứng, có những cái bệnh nhân triệu chứng nhẹ thôi, bệnh nhân triệu chứng thì nặng, hoặc là có những cái bệnh nhân mà triệu chứng cần đánh giá cái yếu tố nặng của trên bệnh nhân là rất rất quan trọng. Và một trong những cái biểu hiện của triệu chứng nặng đấy là chúng ta phải theo dõi cái tình trạng của suy hấp với cái nhịp thở cũng như là độ bão hòa của oxy. Thì cái này là cái mà khuyến cáo trong cái việc mà theo dõi đánh giá diễn biến của COVID-19. Và đặc biệt cái điều này thì rất rất quan trọng trong cái việc mà chúng điều mãn tính, đặc biệt là ở những cái giai đoạn nặng mà lại kèm theo nhiễm COVID-19. Và với cái hướng dẫn thì chúng ta cũng thấy rằng là cái nguy cơ mà bệnh nhân có tổn thương phổi, viêm phổi, những cái nguy cơ mà bệnh nhân có ARDS là nó luôn hiện hữu ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì với cái hướng dẫn về phân loại bệnh nhân và tiếp cận điều trị ở bệnh nhân COVID phải nhập viện
có nguy cơ bị ADDS thì chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta phải ở những cái trường hợp mà bệnh nhân có yếu tố nguy cơ như là có yếu tố về dịch tễ, đặc điểm lâm sàng thì có dấu hiệu như là nhiễm nhiễm virus như là sốt rồi ho, khó thở tăng lên rồi những cái triệu chứng không đặc hiệu khác như là đau mỏi người, nôn hoặc là buồn nôn. Thì ở những cái trường hợp như này thì chúng ta bắt buộc là chúng ta sẽ phải điều chúng ta phải nhanh chóng để làm cái test PCR rồi đánh giá cái chụp X quang phổi. Nếu mà trong trường hợp mà test COVID 19 mà dương tính, có thể là test nhanh hoặc là test PCR, thì chúng ta phải phân tầng những cái yếu tố nguy cơ xem là bệnh nhân có nguy cơ nặng của tử vong hoặc là mức độ nặng của bệnh như là viêm phổi hay là ADS, đánh giá lâm sàng dựa vào về tiền sử tuổi. Tuổi ở đây thì tuổi trên 50 với những cái bệnh lý, bệnh nền như là tim mạch, bệnh lý bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, tăng huyết áp, bệnh lý mạch vành, thì cũng qua các nghiên cứu đã được thống kê đây là một trong những yếu tố nguy cơ mà bệnh nhân có thể siêu hấp rồi tăng nguy cơ tử vong. Chúng ta phải theo dõi sát cái tình trạng oxy máu bằng đo độ bão hòa oxy, đánh giá cái PaO oxy trên FiO2 và cái điểm cắt đấy là 300 mm bình ngân, để từ đấy mình đánh giá xem là cái nguy cơ bệnh nhân có bị ARDS hay không. Rồi đánh giá cái tình trạng siêu hấp dựa vào nhịp thở. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng thấy qua các hướng dẫn cũng như là các tập hợp các kết quả nghiên cứu thì những cái chỉ định xét nghiệm cũng giúp cho cái việc mà chúng ta tiên lượng bệnh nhân. Và trên thực tế thì khi chúng tôi tiếp nhận điều trị những cái bệnh nhân mà COVID-19 thì cái việc mà chúng ta đánh giá những cái chỉ số đã được ghi nhận là sẽ thay đổi do cơ chế sinh bệnh học tạo ra những cái cơn bão cytokine ở bệnh nhân COVID-19, thì cái giấy đó là như CRP, LDH hay dimer, ferritin vân vân, thì đây là những cái yếu tố mà chúng ta phải làm để phân tầng các yếu tố nguy cơ. Và cái này thì nó rất quan trọng trong cái việc mà chúng ta áp các phác đồ điều trị. Chúng ta nhìn thấy cái slide này rất quen thuộc qua cái bài của bác sĩ Hạnh cũng nói đến trong cái điều trị mà bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà COVID phải xử trí. Thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà chúng ta phân tầng yếu tố nguy cơ để đánh giá xem là bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính này khi mà có cái bị mắc COVID thì ở mức độ nhẹ, mức độ mà trung bình hoặc là nặng, hoặc là cái mức độ mà nguy kịch là có ARDS, thì dựa vào những cái dấu hiệu về lâm sàng, những dấu hiệu về cận lâm sàng như là đánh giá về những cái tổn thương trên X quang, trên CT, đo oxy, marker ở trong xét nghiệm máu, thì chúng ta cần là những cái bệnh nhân này thì cái triệu chứng chỉ nhẹ nhưng mà trên X quang và CT thì nó không có những cái tổn thương nặng nề hoặc là tổn thương diện rộng. Rồi những cái trường hợp mà bệnh nhân mà có tổn thương phổi nhưng mà chưa ARS, hoặc cuối cùng đấy là bệnh nhân mà có tổn thương phổi và kích cơ bị ARS với sốc và suy tim cũng như là suy đa phủ tạng, và đặc biệt là có biến chứng tắc mạch phổi, thì cái này là cái mà chúng ta phải phân tầng yếu tố nguy cơ. Và trong GOLD năm 2022 thì cũng đã đưa ra những cái hướng dẫn rất là cụ thể, đấy là việc khi mà chúng ta đã đánh giá mức độ phân loại rồi thì chúng ta vẫn phải tiếp tục cái điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với cái phác đồ điều trị phù hợp với từng mức độ nặng của bệnh. Và bên cạnh đấy thì áp vào với cái việc mà điều trị thuốc kháng virus, điều trị thuốc chống đông, điều trị tiêu ít, cũng như là những cái can hỗ trợ hô hấp, thì hoàn toàn phụ thuộc vào cái mức độ nặng của bệnh. Và rõ ràng chúng ta thấy rằng là với chỉ riêng bị mắc COVID-19 hoặc là chỉ riêng vì đợt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng đã là có những cái diễn biến mà rất là đa dạng, rất phong phú rồi. Đấy là khi mà chúng ta lại hai trong một, tức là trên cùng một bệnh nhân nhưng mà lại vừa có nhiễm COVID-19 nặng cũng như là vừa có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nặng, thì đây là một trong những yếu tố mà tiên lượng rất nặng, và đặc biệt nữa là điều trị cũng rất là khó khăn. Thế và bên cạnh đấy thì cái việc mà theo dõi của bệnh nhân sau khi mà COVID-19 đấy là việc mà chúng ta để tăng thông khí, về chẩn đoán hình ảnh, đặc biệt nữa là những cái việc mà chúng ta phải tập phục hồi chức năng ở nhà là cái mà chúng ta phải luôn tuân thủ, để chúng ta thấy rõ ràng là cái việc mà đã bị COVID-19 những cái chất lượng cuộc sống nó sẽ giảm đi, cho nên là cái
Vâng, lúc nãy đang bị lỗi mạng một chút. Các quý thầy cô, quý đồng nghiệp có nghe thấy chưa ạ? Vâng, thì bác sĩ Phương cũng rất xin lỗi vì là có một chút lỗi mạng cho nên nó đã bị ngắt cái bài báo cáo. Và thì cái nội dung đấy là với GOL 2022 hướng dẫn trong cái việc mà chúng ta tiếp cận xử lý những trường hợp mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính bị nhiễm COVID-19. Và bác sĩ Phương với slide này, bác sĩ Phương cũng chia sẻ đấy là cái phác đồ điều trị của bệnh viện Bạch Mai, và cũng trích dẫn trong bài báo cáo của thạc sĩ Nguyễn Thế Thạnh khi mà trình bày về điều trị những cái bệnh nhân mà có bệnh lý nền bị COVID-19. Và cái phác đồ này thì cũng xây dựng trên thực tế mà bệnh viện Bạch Mai điều trị ở trong bệnh viện Dã chiến thành phố Hồ Chí Minh và tiếp nhận điều trị COVID-19 có rất nhiều các bệnh lý nền nặng ở bệnh viện Bạch Mai. Thì qua cái slide này thì chúng ta cũng thấy rằng là rõ ràng cái việc mà bệnh nhân bị COVID-19 chúng ta phải phân tầng các yếu tố nguy cơ, một là về các bệnh lý nền, rồi thứ hai nữa là đánh giá về cái tình trạng mà suy hô hấp, suy đa phủ tạng, về rối loạn ý thức, và đặc biệt nữa là với những cái trường hợp mà bệnh nhân có bệnh lý nền phải nhập viện vì điều trị COVID-19, những cái bệnh nhân mà có những cái biểu hiện mà có triệu chứng thì mình cần phải theo dõi rất là sát để mình phát hiện ra những cái trường hợp mà chúng ta phải can thiệp điều trị. Nếu mà bệnh nhân có nguy cơ suy hô hấp như là có nhịp thở tăng trên 30 lần, rồi cảm thấy là nó có mệt cơ hô hấp, có dấu hiệu của đe dọa là ARDS nhẹ, ví dụ như là cái chỉ số PaO2 trên FiO2 là trong khoảng từ 200 đến 300, thì những yếu tố này là chúng ta phải theo dõi rất sát để mình đưa đến những can thiệp kịp thời cho bệnh nhân thở oxy, hay là phải thở máy xâm nhập. Thì với những cái phác đồ guideline hướng dẫn cụ thể như này thì sẽ giúp cho bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mắc COVID-19 của chúng ta được theo dõi, được điều trị, được tiếp cận một cách tốt nhất. Và trên thực tế thì thực tế lâm sàng thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái hướng dẫn của điều trị mắc COVID-19 trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì nặng nề, đấy là năm ngoái là ở trong thành phố Hồ Chí Minh. Năm nay thì ở chỗ trung tâm hô hấp bệnh viện Mai thì cũng tiếp nhận rất nhiều những cái bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mắc COVID-19. Nhưng mà với cái số lượng nhiều nhưng mà cũng chỉ có vài trường hợp là có những cái diễn biến về triệu chứng lâm sàng, tổn thương phổi nặng cũng như là có những cái dấu hiệu nặng của COVID-19. Và qua trên thực tế như vậy thì chúng ta cũng thấy rằng là nó cũng khả quan, đấy là với cái việc mà chúng ta bệnh nhân của chúng ta thực hiện cái tiêm vaccine cũng như là tùy thuộc vào cái chủng thì thời gian gần đây chúng ta cũng không phải gặp những cái trường hợp bệnh nặng quá nặng vì COVID-19 trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà chúng ta đến cái kết cục cuối cùng đấy là tử vong. Bác sĩ Phương xin đi tiếp vào cái phần thứ ba, đấy là theo dõi những cái bệnh nhân COVID-19 trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta cũng là một cái vấn đề mà chúng ta phải hết sức quan tâm, vì rõ ràng là cái biểu hiện của cái triệu chứng COVID-19 kéo dài hay là hậu COVID là gặp cái tỷ lệ không hề nhỏ, đã được ghi nhận ở các nghiên cứu và trên thực tế lâm sàng. Chúng ta cũng gặp rất là nhiều các bệnh nhân của chúng ta có biểu hiện hậu COVID ở rất nhiều các cơ quan như là hô hấp, tim mạch, cơ xương khớp, tiêu hóa, thần kinh, tâm thần và những cái cơ quan khác. Và đặc biệt hô hấp thì gặp với cái tỷ lệ không hề nhỏ trên cái nhóm đối tượng mà bệnh nhân có các bệnh phổi mãn tính, và trong đó thì có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cái yếu tố nguy cơ của những cái triệu chứng COVID-19 kéo dài hay là hậu COVID thì các nghiên cứu cũng đã thống kê về nữ thì thường nặng tuổi 70, những cái bệnh nhân mà có các bệnh lý nền hoặc là có những cái cơ địa mà nó làm cho cái tình trạng suy giảm miễn dịch. Những cái bệnh nhân mà có triệu chứng diễn biến bệnh khi mà mắc COVID-19 nặng hoặc là nguy kịch. Và một cái điều nữa đấy là cái những cái diễn biến trong cái quá trình điều trị ngoài cái lâm sàng thì những cái diễn biến về cận lâm sàng như là chỉ số interleukin, rồi CRP, brucalcitonin và cái thời gian điều trị
nó cũng là một yếu tố mà chúng ta tầm soát, chúng ta khám cái bệnh nhân thì giúp cho chúng ta cái tiên lượng là những cái bệnh nhân này có thể có những cái di chứng, có cái biến chứng của hậu COVID hay không. Thì với những cái tổn thương phổi của những cái bệnh nhân hậu COVID mà chúng ta cũng phải quan tâm đấy là bệnh nhân có những cái triệu chứng của biểu hiện của hô hấp mà kéo dài hơn, rồi những cái tổn thương phổi nó kéo dài hơn, có thể có tổn thương sơ phổi, có tổn thương tắc động mạch phổi, hoặc là cái tình trạng mà suy giảm chức năng hô hấp nó nhanh hơn. Thì cái nguyên nhân của tổn thương hậu COVID thì chúng ta cũng thấy rằng là có cái sự phối hợp của các cơ chế, một là cái tổn thương phổi do ARS, tổn thương phổi do những cái hỗ trợ về hô hấp, đặc biệt là những cái thở máy mà không xâm nhập, rồi những cái tổn thương phổi mà trực tiếp mà do virus. Thì đây là những cái cơ chế mà chúng ta thấy rằng là nó gây nên những cái di chứng ở tại phổi mà chúng ta cần phải theo dõi. Và nghiên cứu rằng là đối với bệnh nhân mà tính COVID-19 thì cái triệu nó dài dẳng hơn và thôi thì theo dõi bình thường theo hướng dẫn. Nhưng mà nếu mà những cái bệnh nhân mà nhiễm COVID trung bình hoặc là nặng hoặc là nguy kịch thì cần phải theo dõi chặt chẽ để phát hiện những cái biến chứng sớm để điều trị cho bệnh nhân. Thì đấy là cái mà chúng ta, các bác sĩ lâm sàng chúng ta phải hết sức lưu ý. Khi mà bệnh nhân đã ổn COVID rồi thì chúng ta cũng phải theo dõi. Và cũng có những cái sơ đồ để hướng dẫn những cái tiếp cận chẩn đoán tổn thương phổi sau khi mà bị nhiễm COVID-19. Chúng ta phải thăm khám lâm sàng cẩn thận, khai thác bệnh sử chi tiết, đặc biệt nữa là phải quan tâm đến cái chi tiết mà cái giai đoạn mà người ta bị nhiễm COVID-19. Vì cái này là cái mà qua các nghiên cứu cũng như trên thực tế lâm sàng thì bác sĩ Phương cũng thấy rằng là những cái bệnh nhân khi mà phải thở máy xâm nhập hoặc kể cả không xâm nhập hoặc cần phải nằm ở ICU thì những cái tổn thương nó còn tương đối là nặng. Rồi cũng đã có những cái hướng dẫn để theo dõi quản lý những cái bệnh nhân sau COVID-19 ở những, có những cái bệnh nhân mà tổn thương phổi. Đấy là sau khi mà 4 đến 6 tuần nhất viện thì chúng ta cũng phải đánh giá, thăm khám trực tiếp, hoặc là nếu mà không điều kiện không cho phép thì cũng phải trao đổi để đánh giá phát hiện những cái bất thường, như là phát hiện cái tắc mạch phổi, rồi đánh giá cái toàn diện sau COVID-19. Và đặc biệt nữa là trong hướng dẫn cũng nói là chúng ta phải liên lạc với cái nơi điều trị để biết xem là bệnh nhân trong cái quá trình điều trị thì cái phác đồ điều trị như nào, diễn biến ra làm sao. Và sau 12 tuần xuất viện thì chúng ta cũng phải đánh giá về X quang tim phổi, đánh giá chức năng hô hấp, để rồi test đi bộ 6 phút siêu âm tim để đánh giá những cái bệnh nhân mà có nguy cơ phát hiện xem là có những cái biến chứng như là có cái tổn thương phổi kẽ hay là có biến chứng mạch máu phổi để mình điều trị, phối hợp điều trị phù hợp. Và với những cái trường hợp mà phát hiện những cái tổn thương mà hậu COVID thì ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mắc COVID cũng như là mắc COVID nói chung thì chúng ta cũng sẽ phải có những cái tiếp cận điều trị phụ thuộc vào rối loạn chức năng cơ quan và cũng theo cái hướng dẫn chẩn đoán và điều trị hiện hành. Nếu mà trong trường hợp mà những cái tổn thương phổi mà nó kéo dài dưới dạng tổn thương kính mờ thì để tránh những cái tiến triển mà sơ phổi về sau thì chúng ta phải áp dụng cái phác đồ về điều trị corticoid. Với những trường hợp mà có tổn thương mà nghĩ đến COVID với hình ảnh là viêm phổi tổ chức hóa cũng như là tổn thương kẽ với liều là chúng ta có thể dùng prednisolone liều là 0,5mg/kg trong vòng 3 tuần. Cũng như là đối với trường hợp mà bệnh nhân đã có sơ phổi rồi lại kèm theo những cái tổn thương phổi mà trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì rõ ràng là cái tình trạng nó sẽ nặng hơn rất nhiều. Thì lúc đấy chúng ta sẽ phải đánh giá cái tình trạng oxy máu để chỉ định cho bệnh nhân thở oxy rồi thở máy không xâm nhập. Và chúng ta cũng cân nhắc là sử dụng corticoid với liều rất thấp thôi, với liều là 20mg prednisolone cũng như 8mg metin prednisolone với những trường hợp mà có tổn thương sơ phổi nhưng mà kèm theo có giảm oxy máu và có cái tình trạng khó thở. Tuy nhiên ở đây thì cũng phải rất lưu ý cái việc mà chúng ta phải cân nhắc theo dõi cái tác dụng phụ trên cái nhóm bệnh nhân này thì chúng ta dùng corticoid. Thuốc chống sơ thì hiện tại thì qua các nghiên cứu cũng thấy là vẫn còn tiếp tục nghiên cứu để cân nhắc giữa cái hiệu quả, cái tác dụng phụ cũng như là chi phí điều trị. Và cũng chưa có những cái kết luận cuối cùng, đấy là những cái trường hợp mà sơ phổi do COVID-19 thì các hướng dẫn có đưa ra chúng ta áp dụng những cái điều trị, những cái thuốc chống sơ mới hiện nay không.
rồi chủng ngừa vaccine hay là điều trị phục hồi chức năng hô hấp, thì đây là những cái bắt buộc mà chúng ta phải điều trị tiếp tục duy trì để làm nào kiểm soát tốt cái bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với cái tối ưu hóa cái phác đồ điều trị thuốc thường quy cũng như là cái điều trị không dùng thuốc để giúp cho bệnh nhân của chúng ta có một cái cuộc sống nó dễ dàng hơn. Và trên đây là toàn bộ cái phần mà bác sĩ Phương cũng trình bày rất là tóm tắt những cái hướng dẫn làm nào điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà mắc COVID-19. Bác sĩ Phương có một số cái kết luận trong bài trình bày của mình. Một là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà bị mắc COVID thì nó làm tăng cái mức độ nặng cũng như là tăng cái tỷ lệ tử vong. Và thực hiện các biện pháp phòng chống COVID-19 thì nên triệt để ở những cái bệnh nhân mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Những bệnh nhân này cần được phát hiện và điều trị sớm, mà nếu có nhiễm COVID-19 thì cũng sẽ giúp cho bệnh nhân mà có thể kiểm soát được bệnh một cách tốt. Và điều trị bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mắc COVID-19 thì theo các hướng dẫn tùy theo cái mức độ nặng của cả bệnh COVID-19 cũng như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và cuối cùng đấy là cần phải theo dõi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sau khỏi COVID-19 để phát hiện được những cái triệu chứng COVID kéo dài cũng như hậu COVID để điều trị kịp thời. Và trên đây là toàn bộ cái phần trình bày của bác sĩ Phương. Xin trân trọng cảm ơn sự chú ý theo dõi của các quý vị đồng nghiệp.